Bạn muốn giao tiếp một cách tự tin và để lại một ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế về bản thân và quê hương của mình. Bạn muốn tìm hiểu về thế giới xung quanh với tất cả những cái hay, cái đẹp do tự nhiên và con người mang lại, thỏa mãn sự tò mò cũng như nhu cầu trở thành một con người có tri thức phong phú. Hay bạn muốn học hỏi những kinh nghiệm của những quốc gia tiên tiến để có thể góp một phần sức lực cho sự phát triển của đất nước mình. Để thực hiện tất cả các mong muốn chính đáng như vậy, mời các bạn hãy tham dự vào lớp Văn minh Anh Mỹ do khoa ngoại ngữ tổ chức giảng dạy. Nội dung môn học được thể hiện rõ qua cái tên của nó, Văn minh Anh Mỹ. Ở đây, bạn sẽ có cơ hội du lịch sang các vùng đất xinh đẹp ở Anh và Mỹ để tìm hiểu về địa hình, khí hậu, lối sống của người dân bản xứ trong quá trình hình thành và phát triển đầy thăng trầm với những sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Không những thế, các bạn còn được giới thiệu về chính quyền cũng như đời sống chính trị của cả đất nước để hiểu rõ tại sao xã hội lại có những đặc trưng và phong cách như vậy. Đối với những ai quan tâm đến nền giáo dục của Anh, Mỹ, họ sẽ được cung cấp một thông tin về cơ cấu hệ thống giáo dục cũng như các thành tựu và những mục tiêu mà xã hội đã đặt ra cho nền giáo dục hiện đại. Và quan trọng nhất, nội dung xuyên suốt mà môn học muốn chuyển tải cho người học đó là những đặc trưng văn hóa xã hội thể hiện rõ qua từng thái độ, hành vi của người trong từng thế hệ để từ đó hình thành nên hai nền văn hóa riêng biệt Anh và Mỹ. Với những trải nghiệm sinh động trong suốt một học kỳ như vậy, bạn sẽ được trang bị những kỹ năng gì? Trước hết, bạn sẽ hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản về địa lý, khí hậu, tài nguyên, thiên tai, lịch sử, bộ máy nhà nước, giáo dục, kinh tế, hệ thống chính trị, một số phong tục. Thứ hai, bạn có thể phân tích được những ảnh hưởng của vị trí địa lý, lịch sử đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. Và bạn có thể phân biệt được nét cách đặc trưng của người dân Anh và Mỹ, qua đó phân biệt được thể chế nền giáo dục của cả hai nước. Ngoài ra, bạn có thể so sánh được một số nội dung cơ bản về các vấn đề văn hóa xã hội của hai nước và với Việt Nam như vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên, lịch sử, giáo dục. Ngoài ra, các bạn còn có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận, thuyết trình, giải quyết các vấn đề liên quan đến văn hóa các nước. Để khóa học đạt được những hiệu quả cao nhất, các bạn sẽ được học nhiều bằng nhiều phương pháp. Các bạn có thể thuyết trình theo nhóm để thể hiện quan điểm của mình, hoặc là các bạn có thể tham gia vào những dự án nhỏ như thu thập các bài báo, các hình ảnh minh họa rõ nét nội dung môn học. Cuối khóa học, các bạn sẽ có cơ hội thể hiện sự sáng tạo của mình qua hoạt động ngày hội văn hóa. Đây là dịp các bạn tự chuẩn bị trang phục hoạt động đặc thù của một nền văn hóa để giao lưu, trao đổi với nhau nhằm học cách sống hòa hợp với các nền văn hóa khác. Một điều quan trọng nữa là trong suốt khóa học, các bạn có thể chia sẻ, diễn đạt những tri thức của bản thân qua các câu hỏi mở từ giáo viên. Từ đó, kiến thức của bạn được củng cố và khả năng trình bày quan điểm dưới dạng văn viết sẽ trở nên thuần thục hơn. Trên đây là những thông tin cơ bản về khóa học. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn trong các tài liệu được đăng online. Chúc các bạn thành công trên con đường đến với chân trời tri thức mới.